Rồi, số đồ con 7 xin chào cả anh em ha. Hôm nay ngày 24 tới tháng 9 em sẽ lên kỳ là 393 nha anh em. Kỳ 393 này em lên máy 7 cho anh em. Thì máy 7 hôm nay là size to không à. Size tầm 4.000 đến là 15-16.000 ha. Đó. Thì máy hôm nay thì cũng khá là sáng nha anh em. Đây có mấy dòng máy carbon thì có mấy con máy carbon thôi. Máy dòng máy carbon thì nó cũng khá khá ha. Cũng 5-6 con thì thôi. Đa số thì dòng máy kim loại. Đó. Kim loại đây là mấy con máy kim loại như là Daiwa ST1, ST4 rồi Spotlight có Daiwa SS ha. Sinos thì hôm nay có 2 con, hôm em có 3 con, anh em điện quá trời luôn, nay về thì được 2 con nè. Thì bữa nay có 2 con, có 2 con máy là Gato là 6.2 ha. Đó. Rồi thì máy hôm nay cũng khá là sáng nha anh em. Thì phí ship mặc định bên em là 30.000 một đơn, anh em chốt 2 đơn trở lên em sẽ miễn phí ship cho anh em. Thì anh em là chốt hàng thì mình nhắn tin hoặc gọi số điện thoại em là ở đây nha, là 0988546535 nha anh em. Có Zalo luôn nha. Đó, anh em gọi điện trực tiếp là sẽ chốt nhanh, chốt sớm nhất nha. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh, mình đăng ký kênh dưới đây nha anh em. Rồi, lên hàng nha. Đây, đầu tiên là một con Shimano. Một con Shimano Accord nha anh em. Con Shimano Accord 3000, con này size 3000 luôn, cước số 3 và 150m, cước số 4 và 100m nha. Con này có xước nha. Đây con này có xước nè anh em. Xước ở đây nè. Đây, đít thì có xước nhâm ha. Dòng này chỉ có xước nhâm thôi. Thì trong thể còn khá sáng, tay quay thì quá đẹp luôn. Nè, tay quay sáng bóng. Còn thằng thân carbon, có là carbon luôn ha. Con này body carbon hết. Tay quay là kim loại thôi. Đây, mô bình sống, đổi tay trái phải được nha. Đó, thường thường Nhật về á, thì nó là nó để bên tay phải không mà anh em. Tại Nhật nó Nhật họ người ta thuận tay phải nhiều, tay quay bên phải không à. Đó, cái này đổi tay được trái phải nha. Đây, máy quay thì quá cho mượt luôn. À, gạt 2 triệu ok ha. À, máy quay nhẹ te. Nè, con này chớn đi rất là là đầm. Đây. Ừ. Nhẹ đầm ha. Thì con này mã số là mã số 1 nha anh em. Size của nó là size 3000 nha, Accord. Size 3000. Đây, con dòng này chạy bạc đạn nha, hàng là hàng Shimano Mã Lai xuất nha. Con này hàng Shimano, hàng Mã Lai xuất Nhật nha. Rồi, con này giá mã số 1 giá là 400k ha, em quên đánh số nữa rồi. Để em lên còn làm đánh số con đó. Rồi, con này mã số 1 nha anh em. Đây, 400k. Rồi, tiếp theo mã số 2. Đây, mã số 2 thì con này quá quen thuộc với anh em luôn. Một dòng form này giống Daiwa Kit anh em. Mà con này về nó bị xước nhiều. Con này xước nhiều nha anh em. Body hơi xấu nha. Anh em nào mà không quan tâm đến độ xấu đẹp của con máy thì anh em chốt nha anh em. Còn anh em nào quá quan tâm đến độ xấu đẹp á thì mình mình bỏ qua, mình xem con khác nha. Đây. Đít nè. Đít bị xước nè. Xước chốt lốp xi luôn ha. Dưới hai bên cánh này xước nhiều ha. Đó, xước nhiều. Đây. Đây, bị chốc sơn ha. Thì dòng Ligalit này á size 3500, size thật của nó là 5000 ha. Cước số 4 là 200m, cước số 5 vào 150m á, bằng size 5000 của Shimano. Thì con này cái form body gan con kit luôn, ngày tay quay cũng giống Daiwa kit luôn ha. Đó, thì dòng này cũng là Daiwa luôn, dòng Daiwa được sản xuất ở China ha. Dòng China xuất Nhật nha anh em. Đó. À, form là form body là kim loại nha. Con này có form body. Này, máy quay là chống đau ngược ok ngon lành hết trơn nha, chống đau ngược bằng bi nha anh em. Đây. Máy quay thì rất là mượt luôn. Thì con này anh em nào mà chơi lua ngâm hoặc là anh em đánh đánh lục rồi á cũng vẫn được nha anh em. Lục lăn xê rồi á. Đây. Ligalit 3500 nha. Con này thì đây có cái tia trợ lực luôn ha anh em. Đây. Nha. Cổ là cổ kim loại nha. Đó. Form thì không khác gì con kit đâu. Form thì trang con Daiwa kit luôn. Nha, 3500 luôn nha. Đổi tay trái phải nha. Thì con này nó xuất sắc nhiều nên bán cho anh em giá chỉ có 600k thôi nha. Con này mới, con này bọc phơm mới không xước á, là trên triệu á. Mà con này thì em bán cho anh em giá là 600k thôi. Anh em về anh em chơi, có lua lóc rừng rồi á. Ha, để anh em lấy nha. Đó, thì con này mã số là mã số 2 nha anh em. Rồi, tiếp theo, mã số 2. Rồi, mã số 3. Đây, mã số 3 là một con máy cho anh em đánh câu mực ha. Con này dòng câu mực hay là anh em coi câu... câu biển, câu ngâm đồ ha cũng được nha. Đó, anh em nào thích đua chuột mà có xả nhanh ha. Con này có xả nhanh nha nè. Chế độ xả nhanh.
Đây chế độ sao nhanh nè. Đó. Này, anh em gạt qua đây. Nè. Gạt đây là cứng nha. Đó, gạt này là cứng lại xíu nè. Đó, còn cái đít này là trả nhanh chậm nữa nè. Ha. Dòng này chế độ như là cái này nó kêu bằng fighting gang gì đó ha, kêu bằng fighting rack đó ha. Fighting rack gì đó. Thì con này chạy hai bậc đạn nha anh em. Dòng là con này cũng tên là Sidona ha, con này Sidona. Đó. Máy quay thì quá trời một luôn. Đây. Tối. Đây thông số của nó đây. Con này hãng Shimano ha, hàng Mã Lai xuất luôn nha anh em. Này. Thì đây. Con này thông số cước của nó thì nó không có để nha. Thì con này size 4000 nha, cước cước số 4 vô tầm khoảng cỡ 150 nha anh em. Cước số 4 vô 150m ha. Tay quay ok hết. Tổng thể cũng còn khá là sáng. Có con này cũng có xước nha. Xước nhâm thôi. Khuyên cái dây nè. Khuyên cái dây thì ok hết nha. Nó bị chống, nó bị bay cái lớp ten thôi. Đây. Máy quay nhẹ tê luôn. Con này quay rất là nhanh. Gatio con này cũng cao á. Để em coi nó Gatio là mấy nha anh em. Nó ở đây nó không có để. Để em đo Gatio cho anh em ha. 1 2 3 4 5. Con này Gatio là 5.2 nha anh em. Gatio 5.2. Máy quay quá trời một rồi. Nè. Quay nhẹ cái đi quá đi. Có xả nhanh luôn. Thì con Sedona. Con này Sedona chứ không phải là Sedona ha. Rồi, size 4000 nha anh em. Đu chuột luôn. Đây. Thì con này mã số là mã số 3 ha, giá là 800k ha. Mã số 3 này 800k nha anh em. Con máy này đề cao ha. Rồi, tiếp theo, mã số là mã số 4. Đây, mã số 4 thì con này cũng khá là quen thuộc với anh em. Một con Let's Go. Một con Let's Go ha. Giờ chạy hai bạc đạn, Gatio là 6.2 nha anh em. Gatio 6.2 đằng nặng là 480g ha. Con này, anh em nào mà thích dòng tua nhanh đó thì anh em lấy nha. Đây, nó quay quá cho mực. Quay nhanh thật là nhanh luôn. Con này Gatio 6.2 đó. Đó. Lâu lâu mới về được mấy em này. Let's Go. Thì con này size tương đương của nó là cước số thông số cước nè. Rồi. Cước số 8 vô 120m, cước số 6 vô 220m nha. Con này size 7000 nha anh em. Con này size là 7000, Let's Go. Let's Go 450, size 7000 ha, Gatio 6.2 đó. Máy quay khá là nhanh. Đó, thì con này có đây, tổng thể có xước nha. Có xước nhưng mà còn khá sáng anh em. Đó. Đây xước nè. Đây cũng xước nè ha. Đó, anh em xem kỹ chốt nha anh em. Đây, em quay tổng thể cho máy cho anh em. Nè, khoe cả dây còn quá trời đẹp luôn, cũng lưỡng. Đó, thì con này mã số là mã số 4 nha, giá là 600k luôn anh em. Nè, mã số 4 này 600k ha. Quay lại xe nổi cho anh em coi. Đó, quá mực. Rồi tiếp theo mã số 5. Đây. Mã số 5 là một con này hàng hiếm luôn, lâu lâu lắm mà mới về được thêm con nữa. Đây. Một dòng đai qua GS Spotlight anh em, chạy hai bậc đạn ha. Con này GS. À, con này nhông là nhông nhông xéo nha. Nhông xéo, dòng đẩy lên xuống là nhông xéo, kêu bằng nhông chất khới á. Chạy rất là mạnh luôn. Đây con này dòng là hai Super High Beat luôn, là chạy là Gatio 6.2 là siêu nhanh luôn ha. Nè, Gatio nó chơi 6.2 là nha anh em. Con máy còn khá là đẹp luôn. Nè. Con máy quá trời sáng luôn. Đây tay quay kim loại tròn thân carbon ha. Con này có họng là có cái dòng nhôm ha anh em, cái dòng nhôm để cho ga dây cho nó tốt á. Đó, thì con này chạy hai bậc đạn. Mà thông số cước của nó thì cước số 6 vào 120m, cước số 5 vào 150m ha. Cước số 4 vào 200m, con này size tương đương là 5000 nha anh em. Đổi tay chế phải hết trơn nha. Hôm nay là máy đổi tay chế phải được hết nha anh em. Con này size 5000. Đây. Máy quay đây. Quay rất là nhanh luôn. Đó. Gatio 6.2 quay khá là nhanh. Này, cước nè, cước còn bóng lưỡng luôn, cước này còn xài được nha. Thì con này nó có cái lỗi là nó bị mẻ cái đế dưới đây xíu nha anh em. Nè, mẻ một xíu thôi. À, anh em thấy không? Đó. Thấy không? Không quan trọng nha anh em, mẻ xíu này không sao hết trơn. Tại về nó bị cắn nhau thôi. Thì con này hàng Japan luôn ha. Mã in Japan. Đó. Và mã số 5 giá là 650 anh em. Con này để cho anh em giá 650 thôi. Con này định để cho anh em giá là tới 700-750 nhưng mà nó bị cái lỗi này xíu nè. Để cho anh em giá là 650 cho anh em chơi ha. Tại máy còn quá trời đẹp luôn. Rồi, tiếp theo mã số 6.
đây. Mã số 6 thì dòng này Daiwa XT này cũng khá nhiều anh em biết rồi. À, quen thuộc quá giờ quen thuộc luôn. Thì con này là dòng Superlight XT1 ha, hàng Japan nha anh em. Đây, con này đặc biệt cái dòng này là có là kim loại luôn ha. Toàn thân là kim loại hết trơn. Thì con này xài, con này nhìn cũng còn khá là sáng nha. Trước thì có nha anh em. Anh em xem kỹ nha. Đó, anh em nào mà khắc khe quá chứ đổi đồ mới á thì mình thì mình xem kỹ hạ chốt nha anh em. Để hàng lên tới anh em nói con máy xước quá anh em cho về cũng tội em ha. Đó. Đây thì con máy nó vậy đây. Nói chung là hàng bãi mà. Mới quá thì cũng không có, mới quá cũng có đó nhưng mà ít lắm nè, có mấy con rất còn mới luôn, thấy không? Đây. Nè. XT1 Spotlight ha. Spotlight XT1 này size của nó là size 6000 nha anh em. Nè. XT1 size 6000, cước số 6 giờ 180m, cước số 7 giờ 150m ha. Size của nó tầm 6000. Đây. Thì máy quay rất là nhẹ luôn. Đặc biệt cái dòng Spotlight này quay khá là nhẹ luôn anh em. Dòng Spotlight. Đây Spotlight XT1 ha. Quay rất là đã. Nó phê cái dây nha. Phê dây còn bóng lưỡng luôn anh em. Rất là bóng ha. Ở đây thì có hơi bị ten thôi. Hơi bị rỉ. Đó, thì con này mã số là mã số 6 nha. Mã số 6 này để cho anh em giá là 400k thôi nha. Đây, mã số 6 này chỉ có 400k thôi, con Spotlight này. Spotlight này 400k anh em, size 6000 luôn á. Rồi, tiếp theo là một con cũng là con Daiwa nữa. Daiwa cũng Japan luôn ha. Thì con này là dòng Daiwa Sport No 2 anh em. Con này có 5. Đó, cho anh em đánh lục hoặc là anh em chưa đăng C đồ là hợp lý nhất. Câu ngâm nữa. Đó, đây. Thì con này size của nó thì con này cái form nó thì form bằng máy tầm khoảng cỡ 8000 ha. Nhưng mà cái size vô dây của nó thì con này tại vì có 5, nó dây vô ít thôi. Thì cú số 5 vô là 150m, cú số 6 vô là 120m ha. Đó, dòng có 5, cái cối còn quá đẹp luôn. Nè, cối còn sáng trưng luôn anh em. Con này có xước nha. Đó, tổng thể còn khá là sáng luôn. Đây. Con này nó có 3 chế độ anh em. Một chế độ là quay chống đau ngực nè, một chế độ là quay hai chiều nè ha. À, còn một chế độ nữa là quay tới không được ha, quay lui thôi, chỉ quay lui thôi, cái chống quay tới nó gì đó này. Ngon lành ha, giá bên luôn. Rồi, con này để cho anh em giá là 550 nha, mã số 7 nha anh em. Mã số 7 550k. Rồi tiếp theo mã số 8. Đây, mã số 8 dòng Daiwa Spotlight tiếp. Spotlight XT4 nha, Gatio là 4.7 luôn anh em. Thì con này có xước nha. Anh em nào cối thì quá trời đẹp luôn. Thì anh em nào mà chơi mà muốn đẹp á, thì anh em về anh em tháo ra hết, anh em sơn lại ha. Anh em sơn lại, tự tay mình làm một con máy cho nó đẹp là anh em thấy để cho mình câu ha. Đây, Spotlight XT4, Gatio là 4.7 nha anh em. Đây con này có xước nha, con này nhìn hơi cũ. Đó. Đây. Mà bên trong thì còn rất là đẹp luôn, bên trong còn mới lắm nha anh em. Bao anh em là nhông là ngon lạnh hết. Đây, anh em nhìn cái cối nha. Cối còn quá trời sáng luôn. Nó hàng bãi này anh em mua mà anh em nhìn cái cối còn sáng này là hàng hàng còn khá là ok ha. Đây. Thì đây, quen cái dây nữa nè, quen dây còn quá trời sáng luôn. Con này anh em về chỉ việc sơn lại chơi thôi. Đó, còn không anh em mà không quan tâm độ xấu đẹp á thì anh em lấy con này ha. Đây nhà máy quay rất là nhẹ và một luôn, không có vô lắc gì hết nha anh em. Nó quay cảm giác rất là nhẹ. Đó, quay cảm giác rất là nhẹ luôn con máy. Cái tiếng đi e cũng đã nữa. Thì con này mã số, con này XT4 thì nó là size tương đương là 8000 ha. Con XT4 này size là 8000 nha anh em. Đó. Mua bình sống đổi tay trái phải được hết nha. Nha, phen cái dây còn quá ok luôn. Thì con này mã số là mã số 8. Mã số 8 này để cho anh em giá là 500k ha anh em. Nè, mã số 8 này 500k ha. Đây qua Japan luôn. Và tiếp theo mã số 9. Đây, mã số 9 là một con Ryobi, hàng là full carbon ha, tay quay là kim loại nha anh em. Con này tay quay là kim loại. Đây, tay quay thì có hơi xước chứ ha. Con này full carbon là thân carbon, cối là carbon luôn ha. Dòng này anh em xài biết nào mà hư nữa nè. Hàng carbon luôn á. Full carbon. Này, đặc biệt là cái khoen cả dây của nó là cái khoen quay bằng sứ luôn anh em. Chống
chống mà bị mòn cái con lăn cước luôn. Đây thì con này size của nó là size tương đương là tầm khoảng cỡ là 10.000 nha anh em. Con này size tương đương cỡ 10.000. Dòng là carbon ha, carbon win 5.000 Ryobi. Hàng Japan luôn ha. Con này in Japan. Đây, size là 10.000 á. Đây, carbon win 5.000. Cước số 10 vô là 180m, cước số 8 vô là 220m ha. Gặt ngon lạnh hết trơn nha anh em. Này, máy quay khá là ngon luôn. Máy quay ok hết nha. Có tiếng kêu e này. Hai chiều ha. Đây. Chống đau ngực. Đó, gạt ngon lành hết. Đấy. Ha. Thằng thì còn sáng lắm nha, thằng thì còn mới quá mới luôn nè. Chỉ có tao quay hơi bị xi chứ ha. Ha, hơi bị chốc lớp xi. Đó, thì con này mã số là mã số 9 nha anh em. Mã số 9 này giá là 650 nha. Mã số 9. 650k. Đó. Xài hôm nay là xài to không à. Rồi tiếp theo, mã số 10. Đây, mã số 10 này một con máy khá là độc lạ luôn. Đây. Một con Ryobi Powerful ha, chạy hai bậc đạn nha. Gato là 4.3. Con này toàn thân là kim loại hết trơn nha, full kim loại luôn, cổ là kim loại luôn ha. Thì con này cái tốt to. Con này được cái là cái cốt to với lại cái con lăn sứ có trợ lực thân sứ nè, là cái này chống rối thôi. Cái này kiểu là như là chống rối dây anh em. Rồi, cốt là cốt to ha, đầu cốt quá là cho luôn nè. Đó. Quá to. Đây, nắp này nắp ở dầu trên kim loại luôn, khỏi sợ bị nứt. Chưa vô cái khớp anh em. Vô đấy. Đây, con lăn cước còn quá trời sáng luôn ha. Đây, dòng này quay khá là nhẹ nè. Con này gớt tay đầu quay nè. Quay quá nhẹ luôn. Nhẹ hiu. Cảm giác quay rất là đã ha. Đây. Đó, thì dòng bao bộ full. Thì con này cũng có cho 3 chế độ luôn ha. Con này chế độ rồi chống đau ngực nè. Một chế độ nè. Chế độ quay 2 chiều nè. Ha. Còn chế độ nữa. Đó. Chế độ là chế độ này cũng là quay 2 chiều luôn mà. À, còn này 2 chế độ thôi. 2 chế độ thôi. Nha. Chống đầu ngược cứ quay 2 chiều thôi. Đây. Máy còn khá là... Rồi, con máy nó còn khá là sáng nha. Nè. Này xước à, đích xước gì cho xước nhầm thôi. Mấy con này sơn tĩnh điện chưa anh em. Nên cái nước sơn của nó cũng khá là tốt. Thì con này mã số là mã số 10 ha. Mã số 10 thì giá là 700k nha anh em. Mã số 10 là 700k ha. Rồi tiếp theo lên hàng trên ha. Hàng trên là máy đẹp không. Đây, hai hàng trên nè. Mã số 11. Đây, mã số 11 nè, anh em nào lấy nhanh thì còn ha. Về được một con đây qua ít ít anh em. Đây qua ít 3000C ha. Dòng đây qua ít là nhông thao nha anh em. Khá là quen thuộc rồi. Đây, con này còn tổng thể còn khá là sáng nha. Có xước nha anh em. Xước nè. Đó. Xước nhưng mà con này còn khá là sáng. Đây. Đó. Tổng thể ha. Quay cho anh em xem hết nè. Đó. Tổng thể cho anh em xem. Đây. Về người dây ok hết. Đây, thì con này có chế độ là tắt tiếng kêu. Này, quay nhẹ tay luôn, đổi tay trái phải nha anh em, tay quay đúng gỗ luôn. Đó. Tắt tiếng kêu ha. Đó. Đó, tắt tiếng kêu, mở tiếng kêu lên cho đã tay nè. Rồi một con Daiwa SS 3000C ha. Đây, con này giá là 850k nha anh em. Đây, 850k mà số 11 ha. Rồi 11. Rồi tiếp theo mã số 12. Đây, mã 12 thì phải nói là quá trời mới luôn. Con này thiếu cái hộp thôi. Đây. Một con Olympic nha anh em, Olympic Japan.
à, con Olympic. Con này phải nói là thiếu cái hộp luôn. Nè cái đít nè, đít còn sáng quá sáng luôn. Dây còn khá là mới luôn ha. Đây, dòng là carbon body. Đây tay quay nè, nhìn cái tay quay nè, tay quay cái núm gỗ nữa ha. Quay quá đã luôn. Đây, máy quay nhà tay à. Nè, con này về anh em trưng bày đồ chơi ha anh em. Đó. Rồi. Con này mã số là mã số 12 ha, giá là 750k anh em. 12 là 750k, con máy siêu mới luôn. Đây, rồi tiếp theo, oh, quên đó, quên nói con này nữa. Con này size của nó là size 5-6 ngàn anh em, cước số 5 vô 255m luôn ha. Con này size tầm cỡ 6 ngàn anh em. Con này size 6 ngàn ha, cước số 6 vô tầm khoảng cỡ 200m. Con này 6 ngàn, đây 6-7 ngàn luôn á, tại vì cuốc số 2, cuốc số 5 vô tới 255m rồi. 6 ngàn 6-7 ngàn ha. Con này size 60 ngàn. Còn con Daiwa, con Daiwa này thì size của nó là size 7 ngàn nha anh em, cuốc số 7 vô, cuốc số 7 vô 210m nha. Đó, con Daiwa 3000C này size là 7 ngàn lần á. Rồi tiếp theo mã số 12 rồi, mã số 13 đây. Mã số 13 là hay một con Daiwa, cũng một con Daiwa 5000 nè, dòng là carbon sport ha. Một con Daiwa carbon sport. Đây. Cái dòng này khá là nhiều anh em thích đây. Nè. Mới chát luôn, phải nói là thiếu cái hộp thôi. Nè. Dòng này cũng mới là thiếu cái hộp thôi. Đặc biệt khoen khoen cả dây bằng sứ luôn. Nè. Mua bên sống đổi tay trái phải nha. Toàn thân carbon nha anh em, Daiwa là kim loại. Đây. Carbon sợi bọt, máy quay rất là nhẹ nhàng. Máy quay nhẹ nhàng ha, size 10 ngàn anh em. Con này size tương đương là 10 ngàn. Đó, cước số 10 vô 200m, cước số 12 vô 170m nha. Đây. Đó. Thì con này hàng tay quanh sức nha nè, hàng đai qua tay quanh sức Nhật ha, giá là 650 thôi. Con này size 10 ngàn mà có 650k anh em. Mã số là mã số 13 ha. Mã số 13 đây mới chắc. Rồi tiếp theo mã số 14 nè, 14 với 15 là giống nhau ha. 14 với 15 là giống nhau, là hai con Synod, hai con Synod hàng Japan ha. Synod dòng này là Synod XS 3800ZM GL ha, dòng GL mua bình sống đổi tay trái phải nha nè. Đây con lăn cước còn ok ha, con lăn cước là bị đóng đóng muối nha nè. Anh em về anh em vệ sinh lại ha. Này, bị đóng muối. À, dòng này chạy bật đạn luôn, Ruby XS. Thì cước số 7 vào 170m ha, con này size tôi đưa là 7000 ha. Dòng này size 7000. Nè, máy phải nói quay là siêu mượt luôn. Nè, quay quá trời mượt. Đó. Thì con này mã số là 14 nha anh em. Mã số 14 này giá là 750 nha. Đây, con này thì có suốt nha anh em. Dòng này có suốt nè, suốt nhâm thôi, trọng khởi còn khá là sáng nè. Synod nè, Synod XS 3800 size 7000 ha. Đó. Đây, thì con này mã số 14 là giá là 750k. Còn con mã số 15. Đây, mã số 15 thì nó có một cái lỗi là nó bị mẻ. Đây, nó mẻ xíu miếng cái đế nha, không quan trọng đâu anh em. Anh em vô bát bình thường nha. Em đã vô thử rồi nha, vô bát không có vô lắc gì hết. Đó. Nó chỉ mắc thẩm mỹ xíu thôi. Nên con này 15 thì em giảm cho anh em 50k ha. Còn 15 này giá là 700k nha anh em. Đây, máy quay cũng khá là mượt luôn. Con 15 này đẹp hơn con 14 nữa. Ha. À, con 15 này còn mới hơn con 14 nữa. Giá thì giá có chỉ có 700k thôi. Đây có xước đít nè. Toàn thân là carbon tra quay kim loại nha anh em. Mấy con máy này quay nhẹ lắm. Phải nói cậu cá là siêu mạnh luôn. Dòng này nè. Rồi, mã số 15 ha, giá là 700k. Và tiếp theo, mã số 16 và mã số 17 là giống nhau ha. Lên trên. 16 với 17. Đây, 16 với 17 là hai con máy này của hàng cũng độc lạ luôn, hồi đó giờ mới về luôn anh em. Hai con này thì giống nhau ha. Hai con này y chang nhau à. Size là size to ha. Hai con này size 10.000 luôn nha anh em. Đây, 16 17 là hai con size 10.000 ha.
dòng là hãng Hydron đây nè. Con này Hydron One, Hydron One 808 nè, size 10.000. Cước số 10 vô là đâu, con này không số cước của nó đâu. Đây, con này cước số 10 vô là 175m nha nè. Mô bên sống nha, đổi tay trái phải hết. Đó, hai con này vậy thì nó giống nhau thôi. Mã số 17 và 18. Đâu phải 16 mà giờ 17 chứ. Đây. Thì hàng này là hàng của hàng Korea nha anh em. Hàng Korea sức nha. Đó, dòng này độc lạ luôn. Nè, máy quay chu trơn ha. Đây. Hai con này quay chu trơn nha. Gato cũng khá là nhanh, 4.5 là anh em. Gato 4.5. Thân là thân kim loại nha, cối là carbon nha. Cối là cối carbon nha anh em. Đây, đổi tay trái phải nha. Hai con 16 và 17 nha anh em, giá là đây giống nhau hết. 16 và 17. Thì hai con này giá là 650k một con ha, size là size 10.000 nha anh em. 650k một con. 16 với 17. Con này 16 ha, con này 17. Giống nhau thôi. Rồi, tiếp theo mã số 18. Đây, 18 với 19 là hai con máy, hôm nay là hai con máy đua chuột xe bự nha. Hai con này dòng có là đây, có cái nút này. Có gian lốc ha, là khóa cối nè. Có chế độ là khóa cối. Đây. Anh em gặt lên là khóa cối nha. Là cối không có xây được nữa nha anh em. Nè. Cối là không có xây được nữa. Này là chế độ khóa cối. Nó không có xây được nữa. Còn em bỏ gặt cái này xuống là xây bình thường nha. Đây, mà mở cái đuôi chuột ra xây bình thường. Đó. Cái này chế độ khóa cối thôi. Máy quay rất là nhẹ luôn. Tổng thể còn khá là đẹp luôn. Dòng hàng hiếm luôn anh em. Dòng Daiwa, Daiwa Sportmatic RB1 ha. Đây, dòng này có Brizang gì nè. Đây. Thì cái size của nó thì size cũng khá là to ha. Cước số 10 vô là 160m ha. Con này size cũng tầm 10.000 rồi anh em. Chứ cũng không có to gì mấy. Đây, size cỡ 10.000 thôi. Đây, tổng thể cũng khá là sáng luôn. Dòng này cho anh em về trưng bày đồ chơi ha. Còn mới lắm. Đây. Máy quay nhẹ tay, đổi tay trái phải luôn ha. Mình sống nha anh em. Đây, quen cả giày còn mới quá mới luôn. Mở Japan ha. Thì con này mã số 18, giá là 1.500.000 nha anh em. Con này mã số 18 ha, 1.500.000. Con đây qua. Rồi tiếp theo là mã số 19 cuối cùng. Đây. Dòng này lâu lâu mới về được em thôi. Một con Shimano Amber Zack ha, Amber Zack 9000 EZ ha. EOS chứ. EOS hay EZ vậy? EOS. Đây. Thì con này size của nó, size thật của nó tầm 16 đến 18 ngàn ha. Con này size to lắm. Xả cối nha. Con này có nhiều chế độ lắm. Chế độ gian xả cối nè, đầy đủ luôn. Anh em xả cối cũng gian được cái này ha. Đó. Rồi chế độ đuôi chuột nữa nè ha. Đuôi chuột này cũng xây được luôn ha, gian được luôn ha. Đó. Đây. Nè. Đó. Dàn chế độ đua chuột luôn nè ha. Sẵn. Cứng nè ha, thấy không? Cứng nè. Nó nhẹ lại nè. Đó. Đây. Nè. Nè, coi chế độ bên đây là anh em dàn chế độ là dàn cái cối này ha. Đó, không có xả đuôi chuột mà dàn cái cối. Đây, xả đuôi chuột này cũng không được ha. Chế độ này nó có hai chế độ. Một chế độ là anh em muốn chơi đuôi chuột á thì anh em bật qua chế độ này. Và cái chế độ này là xả đuôi chuột ha. Là chế độ dàn đuôi chuột ha. Đó, còn anh em bật qua chế độ này. Đặt hoặc chế độ này ha. Là anh em chơi xài là xài nút nha anh em, xài nút dặn như máy bình thường nha. Đó, xài nút dặn như máy bình thường, nó có hai chế độ dàn thôi. Dàn là xả nắp và chế độ rắc là rất đuôi chuột nó gì đó. Đây, dòng này thì quá là trời đẹp luôn, một con máy Shimano. Đây. Nè, còn khá là mới nha anh em.
rất là mới luôn, thì có xước ở đây xíu nè, Shimano ha. Ở đây cục to luôn ha, quá trời to luôn. Đó. Có hai chế độ vang ha. Đổi tay trái phải nha anh em. Máy quay nhẹ tay à. Rất là nhẹ luôn. Đây, con này anh em về anh em sưu tầm được chơi ha. Máy to lắm. Xài tới 16 đến 18 ngàn à. Cho anh em coi thông số cước nè. Cước số 18 vô 150m, nếu mà con này là size, con này là dòng Shimano thì cước số 18 vào 150m thì con này size 18 ngàn lận ha. Con này size chuẩn là 18 ngàn luôn anh em. Đây. Đó. Máy chưa quá trời mới luôn. Mã số 19 nè. Cuối cùng thì con này giá là 2,2 triệu nha anh em. 2,2 triệu mã số 19 nha. Đó. Con này anh em về anh em trưng bày đồ chơi ha. Hàng quá trời độc lạ luôn. Đây. Quá là mới. Rồi, chào anh em ha.